Xin chào quý vị các bạn. Cửa hàng Mèo Đồ Hà Đông có rất nhiều mặt hàng bình dân để phục vụ các bác đây. Từ loa nghe nhạc, âm ly nghe nhạc, loa karaoke, âm ly karaoke, tất cả đều là hàng bãi xịn và là hàng tuyển chọn, đều có xuất xứ rõ ràng và là hàng đẹp tuyển chọn. Hàng của cửa hàng tôi bán thì đều có bảo hành cho các bác nên yên tâm về chất lượng. Trong thời gian bảo hành 2 tuần, đối với sản phẩm điện tử cắm điện thì tôi sẵn sàng với sản phẩm bị lỗi do những thiết bị của sản phẩm của cửa hàng mà bị lỗi gửi đến các bác, hoặc các bác mua về dùng bị lỗi, tôi sẵn sàng đổi sản phẩm khác cho các bác, với điều kiện là lỗi do sản phẩm chứ không phải do người dùng làm hỏng nhé. Người dùng làm hỏng thì sẽ có những trường hợp như sau: mở quá to, quá công suất của thiết bị sẽ bị cháy, hoặc là cắm nhầm điện, đấy là thường những cái lỗi cơ bản người dùng. Còn nếu sản phẩm mà dùng cứ bình thường, hoạt động bình thường mà nó tự nhiên nó bị lẹt xẹt hoặc bị làm sao mất vế loa hoặc là không chạy, tôi sẵn sàng đổi sản phẩm các cho ba ngày, không hề tranh luận một câu nào, sẵn sàng điều đó. Bởi vì cũng có nhiều trường hợp là mua về phá đồ thì đồ nó cũng có thể hỏng. Còn loa thì chỉ bảo hành là hàng xịn cho các bác. Giả sử những đôi loa này tôi dám bảo là hàng xịn củ loa cho các bác suốt đời luôn. Nếu mà phát hiện ra lỗi hàng bị làm sao, tôi sẵn sàng giả lại tiền cho các bác hoặc đổi cho các bác sang đôi loa khác. Đấy, tại phương châm bán hàng kinh doanh tại Mèo Đồ Hà Đông phải rõ ràng như vậy. Còn những cái đồ điện tử, đồ cắm điện như này, điện 100V, tôi sẽ chỉ bảo hành 2 tuần. Bởi vì đồ điện tử nó có một cái đặc điểm ấy, là các bác dùng trong vòng 1-2 ngày dùng liên tục, dùng test hàng, nó hỏng luôn. Không cần đến 1-2 ngày đâu, các bác chỉ chạy 2-3 tiếng đồng hồ nó sẽ hỏng ngay. Đấy là độc thổ đồ điện tử. Đấy là nhiều người muốn mua đồ tôi muốn bảo hành 4-5 tháng hoặc 2-3 tháng hoặc 1 tháng, thì tôi không bao giờ tôi bảo hành lâu như vậy, bởi vì nó là đồ cũ. Với lại tôi đã nói một câu vừa nãy rồi, là đồ điện tử nó chỉ sử dụng trong vòng 2-3 tiếng để sử dụng, nó bị lỗi làm sao nó sẽ ra ngay, hoặc là 1-2 ngày nếu các bác có thời gian test nó. Còn loa thì không bao giờ bảo hành, chỉ bảo hành là hàng xịn, củ xịn cho các bác, bảo hành củ xịn suốt đời. Nếu phát hiện ra củ lỗi, củ bị thế này kia, tôi sẵn sàng giả lại tiền hoặc là đổi sản phẩm cho các bác ngay. Bởi vì loa nó là mặt hàng rất nhạy cảm, khi bán cho các bác tôi thử rất kỹ, kiểm tra các loa đều có tiếng, không bị rè, không bị làm sao thì tôi mới gửi hoặc là đưa cho các bác. Nên là không bao giờ có chuyện là bảo hành loa về sử dụng bị cháy, không bao giờ có chuyện, cửa hàng nào cũng thế thôi. Chẳng qua là phải nói trong video này để mọi người, nếu ai có nhu cầu tìm hiểu về hàng bãi thì hiểu về đồ âm thanh. Bởi vì loa rất có thể cháy nếu âm ly các bác bị chập đó nha. Nếu âm ly các bác bị chập hoặc là sau đó thì nó có thể bị cháy. Chứ còn tự nhiên một đôi loa thì không bao giờ nó hỏng được đâu. Không bao giờ loa tự nhiên nó hỏng được. Đấy là ở cửa hàng nào cũng thế thôi, bán đồ bãi thì không bao giờ người ta báo bảo hành cháy loa cả. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại. Đây tôi giới thiệu qua về các mặt hàng cũng như cách thức. Xin chào.